Thế giới cây giống chi nhánh cái bè xin chào mọi người. Hôm nay mình lại tiếp tục quay giới thiệu cái giống cây có ở cửa hàng. Thì hôm nay mình vừa nhập về lô bưởi da xanh ruột hồng, bưởi da xanh ruột hồng nha mọi người. Đây là loại cây chiết bầu lớn. Thì đối với những cây bưởi da xanh chiết mà bầu lớn như thế này thì nó rất là khỏe luôn, rễ rất là nhiều. Đó, thay vì như lúc trước thì mình có nhập một lô bầu nhỏ thì rễ nó không có nhiều mọi người. Đó, nên là công ty đã thay đổi cái quy cách đóng bầu để tăng cái kích thước bầu lên. Đó, nhiều sơ dừa lên để kích thích cho những cái rễ của cái nhánh chiết này nó phát triển thật là tốt, thật là nhiều rễ trước khi đến tay của bà con. Đó. Thì những cái cây bưởi da xanh chiết này thì thời gian cho trái nó rất là nhanh luôn, tầm khoảng 1,5 đến 2 năm đó, tùy theo cách chăm sóc của mọi người, và năng suất của nó thì cũng tương đối cao. Đối với những cây thế này thì mình đã có thể là mua về trồng và rễ rất là nhiều rồi mọi người đó. Mọi người có nhu cầu trồng bưởi da xanh ruột hồng có thể liên hệ đến Thế Giới Cây Giống chi nhánh Cái Bè, địa chỉ quốc lộ 30, ấp 4, xã Tân Hưng, huyện Cái Bè. Còn mọi người muốn biết thêm về giá, kỹ thuật trồng cũng như cách thức chăm sóc của cái giống cây có thể liên hệ số điện thoại là 0824664499. Cảm ơn mọi người đã xem video, hãy subscribe theo dõi kênh để đón xem các cái video hấp dẫn khác nha mọi người. Chúc mọi người có một buổi chiều vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.